Vũ trụ không chỉ mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp kỳ bí, mà thi thoảng nó còn mang đến những hiện tượng thiên văn ngoạn mục khi quan sát từ trái đất. Trong năm 2023, có rất nhiều sự kiện thiên văn xảy ra trên bầu trời, nhưng đáng chú ý nhất đó là hiện tượng nhật thực xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Các nhà khoa học cho biết đây là nhật thực lai hiếm gặp, là sự kết hợp của nhật thực một phần, toàn phần và nhật thực hình khuyên. Nó cực kỳ hiếm, chỉ chiếm khoảng 3,1% trong tổng số các lần nhật thực diễn ra trong thế kỷ 21. Bởi vậy, nếu bạn là người yêu thích ngắm các hiện tượng thiên văn, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này nhé! Vậy nhật thực lai là gì? Đứng ở Việt Nam, chúng ta sẽ quan sát hiện tượng này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời trên cùng một đường thẳng khi quan sát từ trái đất. Thời điểm xảy ra nhật thực, mặt trăng sẽ che khuất hoàn toàn hoặc một phần mặt trời. Căn cứ vào độ che khuất của mặt trăng mà các nhà khoa học chia thành 4 loại nhật thực. Thứ nhất là nhật thực toàn phần. Nó xảy ra khi đĩa của mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời khi nhìn từ trái đất. Thời điểm xảy ra nhật thực toàn phần, chúng ta sẽ quan sát thấy vầng hào quang bao quanh mặt trời. Nó còn được gọi với cái tên khác là vành nhật hoa. Thứ hai, nhật thực hình khuyên. Nó xảy ra khi mặt trời và mặt trăng nằm chính xác trên một đường thẳng. Nhưng thời điểm đó, mặt trăng ở xa trái đất hơn thường lệ, nên mặt trăng không hoàn toàn che khuất mặt trời, để lại một vành đai rực lửa ở xung quanh. Thứ ba, nhật thực lai là kiểu trung gian giữa nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên. Đứng ở trái đất, chúng ta có cơ hội quan sát cả nhật thực một phần, nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên. Nhật thực lai là kiểu nhật thực rất hiếm gặp. Cuối cùng, đó là nhật thực một phần. Nó xảy ra khi mặt trời và mặt trăng không nằm chính xác trên một đường thẳng và mặt trăng chỉ che khuất một phần mặt trời khi quan sát từ trái đất. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, đứng ở trái đất, bạn sẽ có cơ hội quan sát nhật thực lai hiếm gặp. Tức bạn có thể quan sát thấy nhật thực một phần, nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên nếu bạn lựa chọn được những địa điểm phù hợp. Đây là bản đồ nhật thực được NASA công bố. Các bạn có thể thấy, nhật thực bắt đầu xuất hiện vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo giờ UTC, tức 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo giờ Hà Nội và sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ cùng ngày theo giờ UTC, tức 14 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo giờ Hà Nội. Quan sát kỹ hơn, các bạn có thể thấy nhật thực lần này sẽ bắt đầu xuất hiện ở Nam Ấn Độ Dương, di chuyển qua các vùng phía Tây Australia và Nam Indonesia và kết thúc ở Thái Bình Dương. Biểu đồ màu sắc bên trái màn hình thể hiện tỷ lệ nhìn thấy nhật thực. Khoảng trắng là những khu vực không nhìn thấy nhật thực. Màu vàng nhạt, cam và đỏ sẽ tỷ lệ thuận với sự che khuất của mặt trời. Thời điểm diễn ra nhật thực tối đa lần này là vào lúc 11 giờ 16 phút 53 giây ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo giờ Hà Nội. Căn cứ vào đường đi của nhật thực và dân số ở những khu vực nhật thực đi qua, các nhà khoa học ước tính, trong lần nhật thực này có khoảng 375.000 người dân nhìn thấy nhật thực hình khuyên. 9,5 triệu người có thể nhìn thấy mặt trăng che phủ mặt trời ít nhất là 90%. 144 triệu người nhìn thấy mặt trăng che phủ mặt trời ít nhất là 50%. Và 693 triệu người trên thế giới có thể quan sát thấy nhật thực lần này. Rất may mắn, Việt Nam của chúng ta cũng có một phần lãnh thổ nằm trên đường đi của nhật thực. Nhìn vào biểu đồ đường đi của nhật thực, chúng ta có thể thấy, từ Quảng Trị trở xuống phía Nam, những người dân sinh sống ở khu vực đó đều có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực. Còn các tỉnh từ Quảng Trị trở lên phía Bắc sẽ không có cơ hội quan sát. Bởi vậy, những bạn nào đang sinh sống ở khu vực miền Nam
đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát nhật thực lần này nhé. Theo ước tính, những người sinh sống ở Việt Nam có thể quan sát tối đa mặt trăng che phủ mặt trời 8%. Đây là một tỷ lệ che phủ khá thấp, nhưng bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng. Còn nếu bạn muốn chiêm ngưỡng một cách thú vị hơn, bạn có thể di chuyển đến phía Tây Australia hoặc miền Nam Indonesia. Bạn sẽ có cơ hội quan sát nhật thực hình khuyên. Đây là hiện tượng nhật thực khi quan sát từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023. Lúc này, mặt trăng đã gần như tiếp xúc rất gần với mặt trời. Sau đó, mặt trăng bắt đầu che phủ một phần của mặt trời. Sự che phủ sẽ dần lớn lên. Tối đa mặt trăng sẽ che phủ khoảng 8% bề mặt mặt trời. Sau đó, mặt trăng bắt đầu đi ra. Đến khoảng 12 giờ 10 phút, mặt trăng sẽ rời khỏi hoàn toàn mặt trời. Điều này có nghĩa hiện tượng sẽ xảy ra trong khoảng thời gian khá lâu, giúp bạn có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng. Các nhà khoa học khuyến cáo rằng, khi quan sát nhật thực, bạn không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời, cũng không sử dụng các loại kính mắt, kính râm thông thường, bởi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đôi mắt của bạn. Bạn cần phải có những chiếc kính chuyên dụng lọc ánh sáng mặt trời. Bạn cũng không nên quan sát nhật thực thông qua ống nhòm hoặc kính thiên văn. Bạn cũng phải sử dụng những lớp lọc ánh sáng chuyên dụng để bảo vệ đôi mắt và các thiết bị của mình. Nếu bạn muốn nhìn trực tiếp, bạn có thể sử dụng kính hàn loại số 14 trở lên hoặc dùng các kính chuyên dụng cho mục đích quan sát mặt trời. Còn không, bạn có thể sử dụng các phương pháp gián tiếp như phương pháp quan sát qua màng chắn hoặc sử dụng chậu nước pha mực, khi đó sẽ đảm bảo an toàn cho đôi mắt của bạn hơn. Những cách quan sát gián tiếp này bạn sẽ hoàn toàn có thể tự chế. Bạn hãy dành ra ít phút tìm hiểu trên Google trước khi thực hiện nhé. Trong năm 2023 sẽ có hai lần xuất hiện nhật thực. Nhật thực đầu tiên là nhật thực Lai vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 như Hải Yến vừa giới thiệu. Còn nhật thực thứ hai sẽ xuất hiện vào ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đây là nhật thực hình khuyên, đường đi của nó sẽ quét qua Tây Bán Cầu và có thể nhìn thấy trên khắp Bắc, Trung và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, bạn hoàn toàn không thể quan sát thấy hiện tượng này. Bởi vậy, trong năm 2023, mặc dù có hai lần nhật thực xảy ra, nhưng chỉ có một số ít các tỉnh miền Nam quan sát được hiện tượng vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 mà thôi. Do vậy, đây là lần duy nhất trong năm, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Hải Yến rất tiếc là đang ở Hà Nội nên không có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực năm nay. Nếu bạn nào đang ở miền Nam quan sát được hiện tượng, đừng ngần ngại quay trở lại video này để chia sẻ những cảm nhận cùng với mọi người nhé. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng tìm hiểu những sự kiện nhật thực sẽ diễn ra trong năm 2023. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!